Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một cái app, đó là ví VNPay. Thì cái ví VNPay nó đang có chương trình khuyến mãi là tải app sẽ được tặng 100k cho những khách hàng mới. Tức là những bạn nào chưa tải cái app VNPay này về máy thì các bạn có thể tải để được nhận 100k nhé. Thì các bước để chúng ta tải về để nhận thì hiện tại là có 4 bước các bạn nhé. Để nhận được ví 100k về ví này, đầu tiên các bạn tải ví VNPay thì trên các kho ứng dụng hoặc App Store và Google Play, hoặc các bạn có thể tải ở đường link dưới phần mô tả video mình sẽ để nhé. Và bước thứ hai, các bạn đăng ký tài khoản. Đến bước thứ ba, các bạn định danh và liên kết tài khoản ngân hàng, tức là các bạn liên kết với ví VNPay với tài khoản ngân hàng của các bạn. Sau đó các bạn nạp vào trong ví VNPay là sẽ nạp số tiền vào trong ví và các bạn có thể chuyển về. Sau đó các bạn chuyển nạp vào ví VNPay nhé, xong các bạn chuyển về tài khoản thẻ ngân hàng của mình là sẽ phát sinh giao dịch đầu tiên. Để hoàn thành 4 bước để các bạn có thể nhận được 100k, các bạn có thể chuyển vào thẻ ATM của mình hoặc chuyển sang các ví điện tử VNPay của tài khoản khác để chúng ta phát sinh một cái giao dịch đầu tiên trên ví và chúng ta nhận được cái tiền 100k vào VNPay nhé. Sau đó các bạn có thể rút về tài khoản của mình. Thì cái thực hiện đăng ký nó rất là nhanh thôi. Thì đối với thời hạn nó đăng ký là bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 cho đến mùng 4 tháng 11. Thì mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể tải theo đường link nhé, để chúng ta nhận được 100.000 nhé. Đây, thì lưu ý chương trình dành cho khách hàng tải, định danh và liên kết ngân hàng nhé. Thành công trên ví VNPay trong thời gian diễn ra chương trình hoặc tải ví VNPay trước đó chưa định danh và chưa liên kết tài khoản. Thì bạn nào đã tải trước ngày 21 rồi nhưng chưa liên kết và chưa định danh, tức là thông tin cá nhân của mình lên với VNPay, thì các bạn có vẫn được, thì các bạn có thể đăng ký và liên kết tài khoản thì các bạn sẽ được nhận nhé, nhưng chỉ trong thời gian là 21 tháng 10 cho đến mùng 4 tháng 7 thì mới có hiệu lực. Đấy, sau đó thì các bạn có thể giao dịch bất kỳ ví VNPay, trừ tiền, trừ chuyển tiền này, đầu tiên giao dịch bất kỳ trên ví, trừ chuyển tiền, nạp tiền, rút tiền. Và sau khi các bạn thực hiện giao dịch thì được tặng 100.000 đồng, quà tặng sẽ chuyển vào tài khoản cho quý khách sau 5 đến 7 ngày. Thì đang thử, các bạn có thể tải ví VNPay. Thì trên ví VNPay thì các bạn có thể thanh toán mua sắm hoặc là thanh toán điện nước, có rất nhiều. Thì mình sẽ để đường link ở bên dưới nhé, các bạn có thể đăng ký và tải nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nhớ các bạn thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.